Thay đổi một đứa trẻ nó không phải là một lớp học, mà nó là một là quá trình, nó là một cái môi trường. Bao nhiêu người biết là rất nhiều đứa trẻ tài năng nhưng mà nó không có cái sân để diễn nên nó không có, không biết nó giỏi như thế nào. Rất là nhiều đứa nó rất là có năng khiếu về ngôn ngữ, nó lẽ ra nó phải là một cái người có thể biết hàng vài chục thứ tiếng ngoại ngữ khác nhau, nhưng bởi vì nó không có cái môi trường để nói ngoại ngữ, toàn nói tiếng Việt Nam không à. Bao nhiêu người biết là cái tiềm năng con người có lớn cỡ nào mà không có môi trường nó cũng không phát huy được. Mình rất là có năng lực về ngoại ngữ nhưng mà xung quanh mình toàn mấy người nói tiếng Việt thì mình học bằng cách nào mà tiếng Anh trời ha. À, phải có nước ngoài hoặc là kiếm cho con một cái môi trường có nói tiếng nước ngoài. Cái đứa trẻ nó sinh ra để nó trở thành một lãnh đạo nhưng mà không ai dạy cho nó lập bản kế hoạch hết thì nó làm lãnh đạo bằng cách gì đây? Cái tiềm năng với cái năng lực là hai cái nó khác nhau lắm á. Nó cần có một cái quá trình dạy dỗ chứ không ai mà rớt từ trên trời xuống cái thành thiên tài, không có cái người đó đâu. Tất cả các thiên tài họ đều được có cái môi trường và được những người thầy dẫn dắt phù hợp. À, vì vậy việc của chúng ta là những người làm cha làm mẹ làm thầy làm cô chính là chúng ta tạo ra cái môi trường để ở đó con của chúng ta nó được thay đổi mỗi ngày. Và nhớ nhiệm vụ chúng ta làm mấy phần trăm các anh chị? Cha mẹ mà cứ đề 99% làm là cha mẹ ác lắm, ác với chính mình và ác với đứa con của mình. Ác với chính mình tại sao? Vì lẽ ra mình phải được yêu thương, mình phải được nghỉ ngơi, mình phải được đẹp đẽ, mình phải được khỏe mạnh. Nhưng mà cái thân xác mình nó te tua sơ mướp như ngày hôm nay á, một số người thôi nha, không phải nói hết. Đó là tại vì mình đã nỗ lực cho con quá nhiều, mình làm thay cho con quá nhiều ha. Dạy cho con, tôi đưa ra cái ru là có một cái ngôi sao tên là sao trách nhiệm. Tức là con phải về trách nhiệm 1, trách nhiệm 2, trách nhiệm 3, trách nhiệm 4, trách nhiệm 5. Thì có một cái trách nhiệm đó là trách nhiệm đi đổ rác. Nó về nó đổ. Rác là cái do chính nó dùng tạo ra mà. Bao nhiêu người biết là rác là cái nơi mà là cả các thành viên trong gia đình đều tạo ra nó mà. Anh chị vô không? Tại sao nó có, nó là cái đứa tạo ra cái đống rác đó, có cái phần của nó trong đó, tại sao lại một mình dọn? Bao nhiêu người đồng ý rằng là tạo ra rác thì phải có năng lực dọn rác chứ? Bao nhiêu người biết là làm người khác buồn thì phải có năng lực đi xin lỗi chứ? Vậy bây giờ rác, cái thùng rác của gia đình mình á là cái nơi mà nhiều người, các thành viên đều bỏ vào đó, chắc chắn là như vậy. Vậy tại sao có mỗi mình đi đổ rác? Thế là nó về nó đổ rác. Cái nó đổ bữa đầu tiên, cái qua bữa thứ hai em nhìn em xót quá thầy, rác nhà em nó thúi lắm. Tại vì ăn ba cái cá rồi nhiều á, cái nó bốc mùi lên á. Cái em nhìn con em sợ nó bệnh rồi, em sợ nó bị virus rồi khuẩn. Ừ. Rồi bắt đầu em chơi luôn, em túm rác đi đổ luôn. Rồi chưa nói con nó nhẹ nó đem cái túm rác nó dở lên á thì nó không biết cách cột lại á. Và thế là nó rớt rác ra ngoài, nó đi thẳng đường, nó bị xịt nước ra trên cái đường đi á. Thế thôi để mày làm cho, thôi khỏi sau này, từ từ rồi sau này. Thôi chết rồi. Hả? Nếu mà nó chưa biết làm thì mình làm sao? Mình dạy nó. Vai trò của cha mẹ là gì? Anh chị ơi. Ồ, khổ tâm lắm. Thương lắm luôn. Yêu con vô ý gây nên tội, rất là yêu luôn đó, nhưng mà chỉ có vô ý gây nên tội thôi. Vai trò của cha mẹ là nuôi và dạy con cái, nó có hai vế, nuôi và dạy. Nuôi thì khỏi giải thích hả, đó là đi kiếm tiền về là nuôi đó, nhưng mà cái đó nó nhẹ đô lắm. Này mới góp nè. Dạy, để dạy ai bất cứ thứ gì trên đời này là có bốn bước. Mấy bước? Rồi bây giờ bước số 1 là người ta gọi là theo. Theo tức là mình nói á, mình nói cho người ta nghe đó, được không? À,
theo rồi sẽ để bước gì? So, try và cuối cùng là bước do. Do. Để cho người ta làm. Đó. Để cho người ta làm thử. Người ta thử. Không suốt ngày cứ đi tiếng Anh mà không biết tiếng Việt là một cái tiếng rất đáng tự hào. Đó là minh họa đó ha. Show tức là cho thấy á, tức là người ta gọi là làm mẫu á. À. Tức là mình làm. Làm trước á, làm minh họa đó. Mình làm mẫu cho coi trước á, hiểu vậy đi. Mình muốn dạy đứa con mình là cứ nhớ 4 bước. Bước 1 là tell, bước 2 là so, bước 3 là try và bước 4 là làm đúng. 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 Vậy thì tell tức là mình nói cho nó nghe về lý thuyết. So tức là mình làm mẫu cho nó coi. Và try tức là mình cho nó làm thử. Mà mình đứng mình coi xem nó làm như vậy ổn chưa, sai chỗ nào mình sửa chỗ đó. Rồi sau đó cuối cùng là mình để cho nó tự làm. Bây giờ nếu mà nó khiêng cái bịch rác ra khỏi thùng rác mà nó bị xịt nước, mình nói thôi thôi để mày làm, cho mày làm cái này dơ nhà thêm thì có. Như vậy là mình chuyển qua nỗ lực chứ không phải truyền cảm hứng. Nói con trai yêu dấu, để bà chị cho. Hey, nếu mà con muốn đem rác đi bỏ đó ha, con dỡ cái túi rác nhà mình lên ha. À, và nếu như khi con túm nó lại ha, con túm ngay đây nè. À, con đem ra ngoài chỗ rác con bỏ, hay là con dỡ lên mà con nhìn thấy nó có nước, được không? Nó có nước thì con đem luôn, con dỡ luôn cả cái thùng nhựa này nè, nó cách cái quay nè, con nắm đây con dỡ lên, con cầm cái quay này con xách đi luôn, được không? Cái con đi ra ngoài chỗ bỏ rác, cái con dỡ cái túi nước con bỏ vô thì nó chỉ đổ nước ở ngay cái chỗ mà bỏ rác thôi. À, sau đó con mới đem cái thùng đó tới ngay cái trước cái vòi nhà mình, cái con rửa cái thùng đi rồi cái con đem cái thùng con bỏ vô lại chỗ đông. Hình dung à, lý thuyết rồi bắt đầu làm mẫu cho nó coi. À, dỡ ra bỏ xuống, sau đó cầm bỏ vô lại, cái cầm vô bỏ vô lại, hiểu tin không? Chứ đừng có mà tự cầm ra đó rồi nói thôi để mai rồi làm. Không, ngày nào có cái việc của ngày đó. Ngày hôm nay là ngày nó đổ rác đúng không? Cũng đừng có ép nó đổ rác hết ha. Tại vì rác là do ai tạo ra? Cả nhà tạo ra, mà hãy dạy cho nó hiểu là rác là cả nhà tạo ra. Tại sao có mình nó đi đổ? Hoặc là mình chia ca thì được, đúng không? Nói lại nè, bây giờ có cái thùng rác đây và mình thấy nó xách cái túi rác lên, cái bịch ni lông nó có nước, nó xịt ra ngoài. Nó không biết nó tấm nguyên cái bịch nước nó đi vãng. Ra tới cái chỗ rác, nó bỏ được rác thì nó đi vô cũng dơ nguyên cái phòng khách rồi. Hiểu thấy không? Thì bây giờ thay vì mình để như vậy, thì mình nói, thay vì mình nói thôi để đó ba làm cho, để đó mẹ làm cho, thì mình nói là này con trai, này con gái, mỗi lần con muốn đổ rác con sẽ tấm cái rác này con dỡ lên, mà nếu nó khô nó nhẹ nó chỉ có vài ít rau gì đó thì con đem nó không bỏ. Nhưng mà nếu mà nó nặng hoặc là nó có nước bên trong mà nó xịt ra ngoài á, con dỡ lên con thấy có nước thì con hãy dỡ cái túi cái quai nhựa bên này lên, con cầm nguyên cái quai nhựa này con đem ra ngoài chỗ rác con bỏ đây, rồi con bỏ thùng nhựa xuống rồi con dỡ rác con bỏ ra, rồi con cầm thùng nhựa rồi con tới ngay cái chỗ cái vòi nước nhà mình ở đâu đó không biết được, rửa cái thùng đi rồi con bỏ vào trong cái thùng rác, được chưa? Sau đó mình lấy cái rác đó mình bỏ vô rồi mình biết con làm đi, cái thấy là nó bắt đầu nó làm đi cha mình dỡ lên, thấy không có nước thì sao, có nước thì sao, rồi nó đem ra đó, nó tới đây nó bỏ rác ra đó, nó đem cái thùng vô đây cái nó rửa cái nó bỏ cái nó yeah con đã làm được tuyệt vời. Hiểu thế nào? Các anh chị thân mến, nếu các anh chị nghe những kiến thức này và các anh chị thấy nó có giá trị với các anh chị thì xin các anh chị hãy bấm nút chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Và các anh chị cũng đừng quên bấm nút subscribe kênh nha. Các anh chị bấm vào nút hình quả chuông ấy. Đấy, ngay cái hình quả chuông ấy. Và khi các anh chị bấm vào hình quả chuông thì khi tôi có một cái video clip mới thì ngay lập tức các anh chị sẽ nhìn thấy nó. Nhớ bấm vào nút subscribe kênh nha. Và đừng quên chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị.